Hoang tàn, công trình mọc rêu, sắt thép hoen rỉ, những tấm tre vật liệu rách tả tơi và không thi công xây dựng là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại dự án Sky Garden Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Dự án là tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ Sky Garden Town do công ty trách nhiệm hữu hạn Định Công làm chủ đầu tư với tổng diện tích là 7.000 m², quy mô 28 tầng. Sky Garden từng là dự án được săn đón trên thị trường ngay từ cái tên dự án. Nơi đây được kỳ vọng trở thành khu vườn treo trên không hoành tráng. Nhưng đến nay, sau 5 năm khởi công thì dự án vẫn đang đắp chiếu. Dự án dang dở cũng chôn theo hàng chục tỷ đồng của khách hàng. Toàn chung cư đang xây đến 8 tầng này này, coi điểm năm nay là 6 năm rồi, coi không có chủ đầu tư. Cách đây độ khoảng nửa năm trước ấy, là người ta đến người ta đòi nhưng mà có ai đâu. Hội mà nó làm cái toán liên tiếp nó bảo bây giờ chủ lo đi bùng, nó bê tiền đi nước ngoài làm sao mà người ta đòi được. Mới năm 2018, ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền cho biết, tập đoàn đã ký hợp đồng hợp tác, thu xếp vốn đầu tư và tiếp tục triển khai dự án Sky Garden Định Công với 40% vốn đầu tư. Tưởng chừng niềm vui đã đến khi dự án thay đổi chủ đầu tư mới, nhưng đến nay dự án vẫn nằm im bất động.